Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ mời đại chúng chúng ta ngồi xuống. Chúc đại chúng an lạc quý vị ơi. Chùa mình rất nhiều cháu nhỏ, cái thiện duyên các cháu đặc biệt, thiện căn cũng vậy, cũng như duyên nhân đức mà gặp Phật Pháp 29 tuổi. Mà các cháu này nhỏ nhỏ gì mà đã nghe được Phật Pháp rồi đó. Nên mấy đứa nhỏ mà đi đến chùa mình thiện căn cũng dày đặc biệt lắm. Nếu mà chịu nuôi dưỡng là tuyệt vời lắm đó. Nuôi dưỡng cái thiện căn đó đó. Tuy là mỗi tuần thứ bảy đến đây niệm Phật 20 phút vậy chứ không đơn giản đâu. Tại vì niệm với đại chúng mà. Mà các con mà chịu mà siêng niệm Phật rồi á, niệm với nhắc nhở các con biết ngoan ngoãn, biết lo học hành, không có ghiền game,
ghiền game tác hại ghê lắm. Có một cái cô có mẹ tu đây nè, ở ngoài miền ngoài miền Bắc, bữa đó cổ vô đây, hai vợ chồng lo làm ăn, có hai thằng con trai nhỏ, đứa mười mấy tuổi, mười tuổi, để nhà. Cứ để nó ở nhà giết rồi nó bấm điện thoại, nó ghiền game. Cái thằng anh nó bữa đó đưa vô đây chung nè quý vị, mang mắt kiến á, cô mấy cô thấy mà, nhỏ cao ráo nhìn đẹp trai ghê, mà nó bị bệnh, y bệnh giống như thần kinh nó bị liệt vậy nè, mình thấy rõ ràng luôn. Mà nó sang si với mẹ nó lắm nghe, sang si với mẹ lắm, tức mẹ lắm, rồi bực bội lắm, khó chịu lắm. Rồi xong rồi Nhận Đức thấy vậy cho qua bảo tháp để chơi với mấy thằng nhỏ bên kia, mà nghe nói ghiền game, hút thuốc điện tử tác hại ghê chưa. Mà Nhận Đức nói nghe, nhìn cháu một cái Nhận Đức nói là hạt giống này hư rồi, trong khi nó cao ráo, nó đẹp trai, nhìn nó dễ thương, đẹp trai vậy đó, mà nhỏ bây giờ đơ luôn, đơ luôn rồi. Bây giờ cha mẹ đi kiếm tiền cho thiệt nhiều, đem về đổ nước, nước tiền này vào cái lu bể. Vì mình làm ra một sự nghiệp là đa phần chúng ta đều nghĩ về con không đó quý vị. Bây giờ tất cả những người làm cha làm mẹ, đa phần chúng ta tạo ra sự nghiệp đều là về con cái không á. Nhưng mà bây giờ con cái gì rồi quý vị, làm sao hạnh phúc? Những Đức nói quý vị sẽ không bao giờ có hạnh phúc khi mà quý vị mà thấy con gì đâu. Bây giờ ở nhà mà nhìn thằng con đó thôi là gia đình không có vui nổi đâu. Nó sân si sằng sộ lắm, mà nó kỳ cục lắm kìa. Là chính nhiều cô đã thấy rõ ràng cái thằng trai nhỏ nhỏ chiều lại là đưa nó qua bên bảo tháp luôn, không biết qua bên sao bên à. Mẹ nó hồi xưa cũng phá thai, bà nói nó quán hận, bà kỳ cục lắm, nó gặp bà rồi nó ghét, đừng có nói nữa, nó ghét lắm đó. Mà chính cái cô đó, bà mẹ ở đây cũng nói là hồi xưa bà mẹ ở đây cũng khổ cái đứa con gái này, chẳng ai với nhỏ con gái này luôn. Bây giờ nhỏ con gái này nó khổ cái thằng con đó, vì coi nó giống như dọn nước trước nhiễu sao, dọn nước sau nhiễu gì, nó leo theo quý vị. Nghĩa là làm cho mẹ khổ, bây giờ con làm cho mình khổ. Nó thấy rõ ràng không? Nó không có được cái kết quả gì đặc biệt đâu, dù làm ra tiền nhiều. Nên tất cả những người làm cha làm mẹ nên cẩn thận chỗ này. Đừng có nghĩ rằng bây giờ thôi mình mua cho con chiếc điện thoại, nó ngồi đó nó bấm đi, rồi mình á, mình lo làm cho nó tiện. Quý vị coi chừng là cuối cùng quý vị hại con quý vị đó, làm cho thần kinh con quý vị tiêu luôn. Mà quý vị coi bây giờ mình đi vô chùa đây, mình tìm sự bình an, hạnh phúc, an lạc. Như hồi chiều Nhà Đức gặp cũng có một cô, cô cũng nói rõ ràng bây giờ á, ở nhà thằng con trai nó không chịu đi học nữa. Nó chịu đi học nhưng mà cô thấy không có kết quả gì chứ á, cho nó nghỉ. Bây giờ mỗi ngày sáng tối á, cô mướn nó tu. Nó rõ ra là mướn nó tu. Nó tu một thờ trả nó 100 ngàn, một thờ 100 ngàn. Cái công đức niệm Phật là vô lượng rồi, bây giờ tiền này sớm muộn cũng cho nó à. Thôi lấy tiền này mướn nó tu phước cho rồi đi, tu một thờ trả 100. Cổ nói bây giờ nó siêng tu còn hơn cổ nữa. Cổ nói rõ ràng luôn, bây giờ nó còn siêng tu hơn cổ nữa. Tới giờ mà cổ chưa tu là nó kêu mẹ sao không đi tu. Vậy tu thờ được 100 à, cũng hay. Tại vì tiền này sớm muộn gì cũng đưa cho nó thôi, cũng vào tay nó. Bây giờ thà bắt nó đổ mồ hôi để có tiền, biết đâu nó tu lễ vật giết rồi, biết đâu nó giác ngộ sao. Nó giác ngộ biết đâu đi tu luôn á, chứ không phải giỡn đâu nghe. Thấy không? Các vị thấy không? Cái câu chuyện mà Như Đức kể cho quý vị nghe, cái câu chuyện mà cái thằng này nó muốn báo thù,
mà khi mà nó trước mặt vua Diêm Vương á, thì vua Diêm Vương nói à được, mày báo thù thì được, cho mày làm cô nội nữa đó, báo thù đi. Thì thằng ấy nó không, như tao cho mày làm cha mẹ nó báo thù đi. Nó không, chứ mày làm gì, làm con. Dương Dương nó sao mày không làm cô nội, làm cha làm mẹ để báo thù, mày làm trên nó mày báo thù dễ hơn. Nó không, làm trên sao báo thù, làm ông bà cha mẹ toàn là lo cho con cháu không, chỉ có làm con quậy mới đã. Thì làm con quậy đảo quý vị. Bây giờ cha mẹ cực khổ lo lam lũ, dành dụm từng chút cuối cùng để lại cho con, mà nó còn kênh kênh với mình, mà mình phải để cho nó. Quý vị ngồi suy nghĩ có phải không? Nó có nghĩa là làm cực khổ mà nó còn kênh kênh mà phải để cho nó. Bây giờ con chưa làm được gì cho cha mẹ, mà cha mẹ phải mướn con để tu. Quý vị thấy trong cuộc đời này không? Mướn tu à. Còn mình á, đi lại Quan Âm á, mình đi lại quá trời lại để mình cầu cho gia đình, cầu cho chồng, cho con, cho vợ, cho con. Còn bản thân mình bây giờ phải mướn con tu à. Vì thấy chưa? Nên á, nếu như mà nó giác ngộ thì đỡ, còn nó mà không giác ngộ thì sau này nó vô chùa nó không bao giờ tu. Tại nó nói mẹ nó mướn nó tu vô chùa sao mà tu, thầy không trả tiền. Nó thấy chưa, không đơn giản đâu quý vị à. Mà cái động lực của đồng tiền kinh thiệt chứ. Tuy nó tu là nó niệm Phật, nhưng mà cái ma lực của đồng tiền dẫn dắt nó để tu. Con ma này chắc đi theo tu luôn quá. Cái ma lực đồng tiền quý vị, chứ làm gì nó có cái chuyện mà nó siêng tu hơn mẹ nó, mà chưa tới giờ mà nó kêu. Thử mà không trả tiền đi, mình mà ngủ quên nó im gu luôn, chứ đừng nói mà kêu để cho mình ngủ á. Nó vậy mà trả tiền là nó kêu mình, kêu để nó tu được thờ mình mới trả tiền. Nó nên trong Đệ Tử Quy mà thầy Thái Lê Húc năm xưa giảng á, nói bây giờ nhiều người cha mẹ dạy con ngộ lắm, lau nhà 10.000, giặt bộ đồ 5.000 đó, dọn cơm cho tao 15.000, rửa chén 20, cứ tính tiền, cứ tính tiền, cứ tính tiền, cứ tính tiền. Có nghĩa là dạy con trong một cái chủ nghĩa công lợi, chứ không có tình cảm. Sau này khi mình hết tiền thì nó ngồi im gu, nói mày lau nhà cho tao, nó tiền đâu, tao hết tiền bữa nào tao trả cho, không có tiền mới làm, không có tiền không làm. Vì mình đã giảng dạy, mình đã chỉ nó cái cách đó để kiếm tiền, thì sau này nó đến với mình cũng là tiền, thì nó đến với ai mà không tiền. Kinh chưa? Quen tính à. Thì nghe Như Đức nói gì vì thấy xã hội có không quý vị? Có mướn con không? Rồi sai đi mua bột ngọt, muối đường bột ngọt mà cũng trả giá nó nữa. Mày đi mua đi, tao cho mày tiền lẻ đó mày, thấy không? Mà có khi nó còn chẳng chút đỉnh tiền nữa nghe. Nhiều đứa mà không biết nó chẳng tiền á. Đó. Những đứa bé này sau này nó nhờ nghe Phật Pháp nó thay đổi quý vị. Tới bây giờ nó vậy đó, sau này thay đổi. Yên tâm đi. Cái đứa mà không thay đổi là cái đứa nó không nghe Phật Pháp á. Còn cái đứa mà nghe Phật Pháp thế nào cũng thay đổi à. Đời này không thay đổi, đời sau thay đổi. Nó có chủng tử rồi, sớm muộn cũng thay đổi à. Quý vị biết rằng hồi xưa Như Đức còn nhỏ, được chú Sáu ông dạy á, mùa hạn á, khô khan gì nè, đi vô trong đồng hốt cá đem dưới sông thả, vậy thôi đó. Rồi ông đi làm đường, rủ theo đắp đường. Rồi ông bắt cầu, rủ bắt cầu, ông chỉ nói câu là có phước phái làm đi theo. Cái chủng tử đó vậy mà 29 tuổi Nhân Đức gặp Phật Pháp. Ghê không? À, cấp còn nhỏ cũng dạy cho đọc sấm giảng, rồi cũng cúng lại theo người ta, nhưng mà thời gian lớn lên bỏ. Nhưng mà chủng tử nó không mắc,
29 tuổi gặp Phật Pháp. Thì bây giờ con quý vị mà ngồi ở đây nghe mấy đứa nhỏ ngồi ở đây, mấy đứa này nhân duyên dày lắm, nhân duyên rất là dày. Sau này lỡ nó có vấp ngã hay là trong cuộc đời nó cái gì thì nó quay đầu, nó gặp Phật Pháp, nó hướng thiện. Hoặc là từ từ nó lớn lên, nó nhận định được quý vị, nó nhận định được cái điều mà mình nghĩ đối với cha mẹ mình vậy là sai à, nó sửa đổi lỗi lầm. Còn nó còn nhỏ thì nghĩa là ăn mà còn chưa biết no mà làm sao lo tới. Nên từ nơi đó mà từ từ. Nhưng mà quý vị phải gầy dựng nghe. Như cái cô đó có tiền cứ là ngày 200.000 mướn nó đi, một tháng bèo bèo cũng được 6 triệu. Ngày 200 tháng 6 triệu đúng không? Một tháng 6 triệu này nó sẽ xài hết thôi. Nhưng mà nếu mà giờ nó không tu, không trả tiền thì cũng phải cho tiền nó xài. Nó theo hoài phải trả cho tiền. Mà nhất nghe, quý vị để ý nghe, mẹ là thương thằng con trai lắm. Thằng con trai mà nó xin tiền rồi mà không cho nó theo, nó ôm ôm, nó hung mẹ là cho tiền. Nó kinh khủng vậy đó. Nó, quý vị coi phải không? Nó thương á, là mẹ thương thằng con trai, mà con gái nó thương cha nó lắm. Con gái mà nó đòi gì mẹ không cho nghe, nhưng mà nó theo cha nó xin cha nó đó, cha nó sẽ kiếm cách để cho nó đó. Hoặc là cha đi mua quà này kia ưa cho con gái. Nhưng mà mẹ thường là thương thằng con trai lắm. Khi mà nó lỡ nó xin tiền là bộ la lấy tay quýnh vô đầu, dưng giỡn vậy đó. Nhưng mà lỡ ôm, khi nó hung mẹ nó, móc tiền hết trơn. Tay này nó ôm mẹ, còn tay kia móc túi tiền. Mà trong khi cái bà này đố ai móc túi mới được á. Vậy mà con móc túi được. Thấy không? Rõ ràng làm con mới đòi cha mẹ. Thì quý vị bây giờ nghe như Đức giảng gì, quý vị thấy cái tình cảnh đó là quý vị biết rồi. Con đến đòi nợ rồi. Đứa con này đến đòi nợ. Còn cái đứa con mà đến trả nợ vì sẽ nhìn dễ biết lắm. Cái đứa con này nó ngoan lắm, nó không bao giờ chịu xài tiền. Trong hai đứa con, một đứa thì nó đòi nợ nó xài quá trời luôn. Một đứa thì ngộ tay là quý vị cho tiền nó cũng xài để dành đưa lại cho quý vị. Nó để dành đưa lại đó, là đứa này là nó trả nợ. Còn cái đứa mà nó đòi nợ là nó xài quá trời luôn mà nó không bao giờ cảm ơn quý vị đâu. Nó gạt quý vị không à. Nó dùng mọi cách nó gạt không mà nó không bao giờ cảm ơn. Mà mình phải thương nó. Mình phải thương nó cực kỳ thương luôn. Thì mình biết được hai đứa con, đứa đòi nợ, đứa trả nợ. Đó, nên nhớ kỹ nghe. Giống như câu chuyện Hòa Thượng Tịnh Không ngày kể á. Cái ông này này là tiền này là tiền ta gỡ đó. Quý vị biết rằng cái thời giặc giả, cái ông chủ này ông giàu quá, ông đưa tiền cho người làm công cầm. Chặt chạy giặc. Ông chạy giặc xong rồi ông mất tiêu luôn, chắc bị giặc giết chết queo. Thì cái thằng làm công này nó ôm tài sản. Thì giờ ông chủ mất tiêu rồi, thì tài sản vào tay nó chứ làm sao. Giờ đưa cho ai giờ? Tự nhiên thằng làm công này nó giàu, thiệt giàu lên. Sau này nó có vợ, nó có thằng con trai. Con trai năm 11 tuổi tổ chức sinh nhật cho nó. Thì cái ông này trong cái buổi sinh nhật, ông này ông nhìn thằng con trai ông, cái động tác nó y rang chủ của ông luôn, không khác chút xíu nào. Mà cái ông này bây giờ ông đã học Phật rồi, ông hiểu nhân quả. Ông nhìn thằng con trai y rang chủ ông năm xưa luôn. Rồi bắt đầu là ông công bố trước quan khách tất cả tài sản của ông hiện tại đang có đều giao hết cho con trai ông luôn. Giao hết. Đó. Giao hết cho nó luôn quý vị. Gặp những đức mà làm con thằng đó, những đức sẽ làm khác. Biết mày đến đây đòi nợ rồi, tao đem tài sản này tao làm từ thiện hết luôn. Đúng không? Phải chi mình xài á, thì cái này á, thì bản thân mình thiếu nợ nó. Còn mình đi làm mình giải rộng ra hết trơn à. Cái phúc báo nó quay lại với thằng con đòi nợ này. Mà thằng con đòi nợ này nó chuyển nghiệp, cuối cùng nó cảm ơn mình và nó hiếu với mình. Còn nếu như bây giờ mà đem tài sản này cho nó hết, chưa chắc nó hiếu với ông này. Vì tiền của tôi đến tôi đòi nợ thì ông chỉ có trả nợ tôi thôi, tôi cảm ơn ông gì. Nó không sanh phước báo và chưa chắc thằng này là làm từ thiện nữa. Nên mình làm điều thiện hết trong cái số tiền này luôn. Cuối cùng thì phước báo nó sanh. Nó sanh phước báo ra. Mình cũng sanh phước báo luôn.
thì nó chuyển cái nghiệp cái đứa con đi đến đòi nợ. Cuối cùng là nó thành quay lại báo ơn. Nói vì biết trong Phật Pháp nó hay chỗ này dữ lắm luôn á. Mà phải tin và dám làm kìa. Phải dám làm á. Đó. Nên á, trong Phật Pháp đều có phương pháp hết quý vị. Có phương pháp sống vui, có phương pháp làm ăn được, có phương pháp khá giả, có phương pháp giải thoát, có hết trơn luôn. Tùy vị chọn thôi à. Nếu vị chọn phương pháp giải thoát á, thì nó có tất cả. Còn chọn phương pháp giàu sang thì nó sẽ có giàu sang đó, nhưng mà nó chưa chắc giải thoát. Có phương pháp tạo danh là tiếng, nhưng có danh tiếng nhưng không giải thoát. Nhưng nếu chọn phương pháp giải thoát thì có hết tất cả luôn. Có hết tất cả à. Phương pháp giải thoát là có hết tất cả luôn. Cái gì cũng có chứ. Nó, bây giờ chính bản thân Những Đức thấy rõ ràng là Những Đức đi tu, Những Đức không có thiếu. Là do vì cái tâm Những Đức nó muốn giải thoát mạnh quá, nên nhiều thứ trong cuộc đời Những Đức nhẹ nhàng. Nên từ nơi đó mà vừa Những Đức vui mà Những Đức lại có được cái này kia thêm nữa, không có thiếu gì chứ. Chứ nếu như Những Đức chỉ cầu danh cầu lợi thôi thì nó chỉ có vậy thôi à. Nó có phương pháp cho mình cầu danh cầu lợi đó quý vị à. Nó bỏ ra là nó sanh ra lại đó. Nó bỏ ra là sanh theo lại. Nhưng mà nếu quý vị mà hướng đến giải thoát, bỏ ra không càng sanh, mà nó sanh càng nhiều hơn. Sanh càng nhiều hơn luôn. Hay vậy đó. Mà có cái tâm giải thoát là nó vui dữ lắm quý vị. Thấy không? Quý vị thấy bây giờ, quý vị ít thấy đi đến đâu mà chùa chiền mà có người đông gì mà chuẩn bị trên cái bàn ăn cho quý vị gì lắm. Cái bàn ăn này là nó cũng là đặc biệt rồi đó quý vị. Đó. À. Không đơn giản đâu. Bây giờ nói vì nghe nghe, một ổ bánh mì, một cái hũ sữa chua, rồi một cái ly rau mẹ. Thấy không? Ly rau mẹ, đến chùa này kêu rau mẹ đi. Thấy không? Cái ly rau mẹ mà nội ba món này thôi. Mà số lượng con người này là quý vị biết rồi đó. Thấy không? À, đó. Nên á, đây là cái tấm lòng rõ ràng đó quý vị. Và xem đây là một gia đình. Và Nhân Đức thường nghĩ á, ở ngoài đời quý vị cũng chạy đôn chạy đáo, cũng lo nhiều việc lắm, bận tâm lắm. Nên quý vị được đi đến chùa, Nhân Đức mong là những giây phút quý vị ở được trong chùa, giây phút nào nó có được cái bình an giây phút nấy. Vì Nhân Đức á, hưởng được cái bình an nó nhiều quá, nên Những Đức muốn chia sẻ điều này cho quý vị một chút đó. À, nên thời tiết lúc này thì nó hơi nóng một chút. Thấy không? Nó nóng chứ. Nhưng mà bữa nay Những Đức đi qua thấy nay gió ngoài cũng nhiều lắm nghe quý vị. Bữa nay có gió nè. Nhiều bữa đó nó không có miếng gió luôn. Không có gió thì mình thổi nhau cho có gió. Ông ngồi kế kế á, làm nè. Tình thương mến thương. Thôi nhẹ nhẹ thôi, mạnh nước miếng cho tùm lum. Hiểu không? Đó. Quý vị thấy á, mỗi một người đa phần trong đây ai nhận được cũng có tặng quạt. Đó, quý vị thấy không? Thì tính trước giùm cho quý vị đó, thấy chưa? Tặng cho quý vị cây quạt á, tự động. Không? Quạt tự động. Tự mình động thì nó mát thôi. Không, bữa nay làm thêm cây quạt này thấy đẹp nè. Cây này cây quạt chết chết tim. Không? Quá nhiều luôn quý vị. Không mà Nhân Đức là xấu xí, mà hình ảnh Nhân Đức giờ cũng nhiều lắm quý vị ơi. À, nên á, tu duyên quan trọng quý vị. Đúng là tu duyên quan trọng. Xấu đẹp gì mà người ta thấy hình mình ta cũng thích là có duyên. Thấy không? Nên á, mình phải cần tu duyên tu phước. Tu duyên tu phước. Không như cái khăn Nhà Đức tặng quý vị thấy đẹp nha. Quý vị nhớ là cái khăn này quý vị đi đám cưới cũng tròn đẹp. Mà đi đám gì cũng tròn đẹp hết trơn ha. Cái khăn này đi đi đám người chết tròn cũng đẹp nè.
Tại vì sao? Nó đã đẹp rồi thì đi đám nào cũng đẹp chứ á, hiểu không? Mà cái vị thấy cái khăn này mà tròn nhìn nó quý phái nghe, sang trọng á. À, nó không, mà những đứa thấy bây giờ đi tu mà đồ may đi tu cũng đẹp nghe quý vị. Có nhiều loại đồ may đẹp nghe, nếu mà biết thiết kế đồ đạt là cũng đặc biệt lắm á, nghe không? Ví dụ như mình biết thiết kế đồ, mình thiết kế đồ cho người ta bận, nó lấy lời rẻ thôi, mong làm đẹp cho thiên hạ mọi người vậy là được rồi, thì tự nhiên á làm đẹp cho người đi tu, người ta thấy ô mấy bà này đi tu mà cũng nhặn nhìn cũng xa xỉn quá, sang trọng ngon lành quá ta nghe, nhìn đẹp quá đúng không? Ta nhìn vậy ta mê, ta cũng muốn đi tu nữa quý vị. Đúng không? Mà thật sự mà nói thì mấy ông đàn ông á, vợ mà nó đi vô chùa tu gì yên tâm, nó đi vô chùa tu chứ đâu có đi ra karaoke đâu. Mỗi ngày lên chánh điện nó hát ai với đạo Phật không chứ nó có đi karaoke đâu sợ. Nó không, những đứa thấy cái khăn này tặng đẹp nè. À, nên một tây tháng năm này tặng lợ nè, tặng nữa nè. À, ai cũng có, một tây tháng năm này ai cũng có. Lễ Phật đản ai cũng có. Không, mà những đứa thấy rằng là có những người cái duyên phước người ta khác nha quý vị. Có những người mà tự nhiên tặng lúc nào người ta cũng có mặt chứ ha. Còn có những người lạ tay nha quý vị, khi tặng người ta lại không có mặt. Thật sự là mình cũng muốn tặng người ta quý vị ơi, nhưng lạ tay tới tay người ta là hết. Không, cái này những đứa nói nghe, phan hãy trách người nha quý vị. Cái duyên của mình nó khác á. À, có nhiều người mà mình gặp mặt họ mình phải cho đồ quý vị ơi, mình không cho là lương tâm của mình nó bị cái gì á. Bây giờ hổm kìa có cái cô đó, cô đi với đoàn xe mà cô xin Như Đức cái khăn, mà Như Đức nói à cô đợi một chút để Như Đức lấy nha. Mình vừa bước là mình lấy cái khăn, cái có hai ba Phật tử và chặn ngang đường mà nói chuyện. Nó nói chuyện, cái đầu mình vừa nói xong ba bà, cái bà kêu nói à thầy tranh thủ thôi, xe đợi con, nó kêu con quá. Xong nó à để nói chuyện xong đi lấy cho. Vừa dối xuống cái tự nhiên có cái bà Phật tử mới chạy lại nói chuyện nữa. Không lấy được cái khăn đưa cho bà. Cuối cùng nó thôi thầy ơi con bận quá thôi để con đi. Cuối cùng bà không được cái khăn. Thấy chưa? Đúng ra lấy đưa rồi đó mà ba bốn người chặn lại không cho lấy. Cuối cùng ba bốn bà đó có mà cái bà chờ không có. Không quý vị ơi, nó không có đơn giản đâu quý vị à. À, nhận được cái khăn đâu có dễ. Thấy chưa? Không, mà chuyến này á, những đứa thấy cái khăn này cũng đẹp. Thôi mấy ông đàn ông đồ cũng tặng mấy ông luôn. Không, cái khăn này mà đàn ông đồ đeo cũng đẹp nghe. Khăn đàn ông đeo cũng đẹp nữa, hiểu không? Chứ không phải tệ đâu, không phải xấu đâu nghe. Đàn ông đeo cũng đẹp á. À, nó ở đây mà ai chưa có cái khăn này đưa tay lên coi ta. À, cũng đông quá ha. Một tháng năm đi lợn. Không, một tháng năm ở đây tặng hết trơn mà. Đang chừa 6.000 cái vị ơi. Chừa ở đây 6.000. Đem qua bên kia 24.000. Nè mấy đứa nhỏ nhỏ nè các con, một tháng năm còn nghỉ học mà. Buổi trưa mình lỡ mình cộng tu các con. Chàng ơi. Mình tu phước tu duyên chứ. Lần nào cũng nghỉ nghe, chùa mình từng nào như Đức cũng tặng con heo. Từng nào cũng tặng con heo. Nhớ nghe, cái máy bấm số trên là để con có bấm số niệm Phật. Còn tặng con heo là tập cho các con biết tiết kiệm.
mà mỗi năm sinh nhật của cha mẹ các con lấy tiền cho con heo này ra mua quà sinh nhật tặng cha mẹ của mình. Nhớ kỹ, đây là Nhật Đức hướng dẫn 100% chứ không phải là kêu các con mà bỏ tiền cho con heo mà đem lại đưa Nhật Đức đâu. Nhật Đức khuyên các cháu á, mua quà sinh nhật cho cha mẹ. Nhớ nè mấy nhỏ gái nè, mua đôi dép cho cha. Tự nhiên có sự cảm hóa không đơn giản đâu. Tấm lòng mình làm con mà, Coi cha mình cái xê dép làm sao, tập lo cho cha trước đi, để sau này lo cho chồng. Hiểu không? Lấy cha ra để lo, lo cho cha quen rồi sau này lo cho chồng chu đáo hơn. Có chứ có sao, nhờ có cha mới có mình. Hiểu không? Rồi mấy thằng trai thì lo cho mẹ, mua cho mẹ đâu gú cao gì đó, coi mẹ mình thích ăn diện sao mình để ý. Cái mình mua món quà cho mẹ ngay ngày sinh nhật bất ngờ lắm nghe. Cái tấm lòng cha mẹ hạnh phúc lắm, thấy hạnh phúc vô cùng luôn. Thí dụ như mình lựa ngày đám cái ngày sinh nhật, ngày sinh nhật của cha mình mua luôn quà cho mẹ mình, ngày sinh nhật của mẹ mình mua luôn quà cho cha. Nhân Đức nói các con mà biết bỏ ống đó nghe, một năm hai lần này các con làm được, năm nào cũng vậy hết. Các con biết không, gái với nhỏ gái nè, khi cha các con đi làm mà nhiều người đàn ông người ta bê tha lắm, người ta không có gọn ghẽ đâu. Mình thấy cha mình vậy mình cũng thương, nên lâu lâu mình mua cái này cái kia mình mua cho cha, mình tập lo cho cha mình sau này mình biết lo cho chồng. Y rang luôn vậy đó. Rồi mình là con trai mà mình biết thương mẹ, thì mẹ mình cũng là phụ nữ mà, mua quà cho mẹ, biết quan tâm mẹ, thấy mẹ có những lúc buồn mình lỡ mình động viên mẹ, tập quen rồi sau này biết động viên vợ, biết thương vợ liền. Tập từ hai người đó đứng đầu, sau này cuộc đời của mình sẽ hình thành được đối với vợ và chồng, chắc chắn luôn. Ví dụ như giờ mình sanh cho thằng con trai đi, sau này thằng con trai nó lớn quá, nó thương vợ nó quá nghe, mà nó không ngó ngàng đến mình là làm mẹ buồn đó quý vị. Làm mẹ buồn đó. Nên mấy thằng trai này phải hiểu nguyên lý đó đó. Lo cho vợ, nhưng mà có những lúc lo cho vợ trước mặt mẹ thì nên tránh một chút. Tại vì mẹ nhìn thấy đau lòng, vì mình sanh nó ra nuôi nó lớn mà giờ nó lo cho vợ nó còn hơn lo cho mình. Thấy chưa? Đó, nó vậy đó. Nên từ nơi đó mà hiểu được cái nguyên lý này rồi là tự nhiên trong gia đình nó gây dựng được hạnh phúc đặc biệt lắm. Mà tự con trai con gái trong nhà cũng được dạy luôn, được giáo dục luôn, được áp dụng trong cuộc sống này luôn. Nó những đức nói rằng chùa mình từ đứa con nít nó đến nó còn vui mà. Hồi nãy những đức đi qua đây thấy 5-6 đứa con nít, nó gặp những đức nó chạy lại, nó nắm áo nó kéo. Ngộ ghê á. Có nhiều người mà nít nó gặp nó cũng sợ lắm quý vị, mà con nít nó gặp như đứa nó không có sợ, nó chạy lại nắm áo nó kéo vậy. Nếu không có ông hí dám nó kéo gịch cái áo gách luôn. Nó thấy nhà đứa cà bạn cái áo có cái đuôi phía sau á, vậy mà hai đứa nó cầm nó cái đuôi nó gịch nó làm nè chàng ơi, nó gịch mình mà lui lại chứ chàng. Nó con buông con gách áo, nó không buông, nó gì đó. Ngộ ghê không? Không, mà con nít mà mình thương nó thương mình quý vị ơi. Cũng như bây giờ mấy cô lớn lớn ở đây mà Nhân Đức lo cho các cô cũng quý mến Nhân Đức mà. Rõ ràng luôn á. Cũng như các thầy, các chú, các cô trong chùa Nhân Đức quan tâm lo lắng thì họ cũng quý mến Nhân Đức. Không mà, nói thiệt nghe, Nhân Đức nó có một cái nghiệp này ngộ lắm nha quý vị. Là Nhân Đức rất là thương người nữ nha quý vị. Cái nghiệp này cũng không đơn giản đâu. Đây, rõ ràng như trong chùa mà đối với mấy cô là Nhân Đức thương lắm đó quý vị. Khi lo lắm á, có khi á mà tìm cách để cho mấy bà được nghỉ. Ghê không? Mà mình phải nhào ra mình đi nấu ăn với mấy chú để cho mấy bà nghỉ.
À. Rồi có khi mà những đức nói rằng mỗi tháng mà đau bụng đồ này kia là cứ mệt thì nghỉ đi. Tại mình thấy nếu mình đặt vai trò vào người ta thấy cũng khổ quý vị. Tại vì nó đau bụng nó cũng đau lắm chứ giỡn đâu. Có khi những đức mua mấy cái bịch á, cái bịch để nước vô mà để lên cái bụng đỡ đau á. Đau bụng quý vị. Người phụ nữ nghĩ là họ khổ ghê. Bởi vì Phật A Di Đà ngày mới có lời nguyện là nhàm chán thân nữ. Nên nó nói cũng tội nghiệp họ. Thấy thì có khi cũng hổng hổ hoặc là lách chách một chút, nhưng mà thấy lại cũng thấy tội nghiệp. À, có khi mình đàn ông mình đi chỗ này đôi kia mình chơi, khi họ nhà cũng lo này kia, lau dọn nhà làm này làm kia. Rồi có những lúc mà ở gia đình thì mang bầu bì rồi cũng tội nghiệp. Chứ mình cả đời mình có mang bầu lần nào đâu. Hiểu không? Mình nhìn từ đây cái tự nhiên mình thấy tội nghiệp phụ nữ quý vị. Chỉ thêm cái nữa họ cũng là mẹ mình. Nên mình thương họ là đúng rồi. Bây giờ mình ngồi suy nghĩ đi, bây giờ tất cả đàn ông ở đây nè, nam ở đây bây giờ mình có là trượng phu, mình có mạnh mẽ cỡ nào. Nhưng mà những đức nói thiệt chứ chúng ta cũng đi ra từ đâu. Nên mình nhìn lại mình thấy mình bèo nghe. Mà có khi mình lại chê phụ nữ yếu đuối. Mình chê phụ nữ này kia yếu đuối rồi, không có góc độ rồi. Nhưng mà cuối cùng lạ thay, mình lại chui ra từ người ta. Mình nghĩ là mình còn bèo hơn người ta nữa. Chứ nếu như cái lúc mình vừa chui ra mà nó bóp mũi cái mình chết queo rồi. Sống sao nổi. Đúng không? Chứ đừng nói lớn lên mà mình nói mình ra vẻ nam nhi đại trượng phu. Chứ lúc mà sanh ra mà nó bóp mũi nhẹ cái chết queo liền quý vị. Thấy không? Đó nên á, cái tâm mình á, mình thương họ cũng không phải sai đâu. Nhưng mà thương mà phải có dạy. Chứ không phải chiều chuộng giết thành hư tật. Hư thân mắc nết là thua. Thương mà dạy. Mình thương họ, họ nghe lời nghe. Rõ ràng mình quan tâm, mình lo lắng cho người ta thương mình, người ta cũng sợ mình buồn quý vị. Thí dụ như mình thương người ta đi, người ta sợ mình buồn lắm đó quý vị ơi. Mình mà buồn người ta còn sợ hơn nữa. Còn nếu như mà mình mà không thương người ta không thương mình buồn kệ mình. Mình buồn nó không có quan tâm tới đâu quý vị ơi. Quý vị để ý vị mà thương ai, để vị quan sát người ta từng chút luôn á. Người ta cái gì là quý vị sẽ thấy rõ ràng luôn á. Giống như vợ thương chồng thương vợ thì nó quan sát từng chút luôn. Gương mặt quý vị chỉ cần thay đổi gì một chút là nó nhìn ra liền. Còn nếu như quý vị mà không thương, quý vị không có quan tâm tới đâu. Nên đến với cuộc đời này giữa vợ chồng nó mang cái nhân nghiệp với nhau ngộ lắm. Là có khi vợ quan tâm chồng từng chút mà chồng nó chớ hề để ý một chút thì quý vị luôn. Nhưng mà quý vị phải thương kinh khủng luôn đúng không? Nhưng mà nó đổi lại có những người đàn ông nó quan tâm vợ quá trời. Nhưng mà vợ lại không cần ngon ngàn tên. Không cần đếm xỉa tới luôn. Nè, có nó có đồ ăn nó ăn hết trơn chứ hề nó chừa miếng cho mình luôn. À, cái này cũng người phụ nữ cũng tủi thân lắm quý vị. Nên mình là đàn ông mà mình đi đâu nghe mình mua món quà mình đem về cho vợ mình nó mừng lắm á. Nó không phải vì món ăn mà là vì cái quan tâm của mình dành cho họ. À. Nên mình á, mà được lo vậy mình đừng có bao giờ mà mình á, lên mặt. Người ta mua về thì mình vui là được rồi, chứ mình mua về mà mình ăn mình còn ngon không? Dở ẹt. Cái này là cái hành động thua rồi. Mình làm vậy thì không khác nào mình dẫm nát trái tim của người ta. Người ta nghĩ người ta mua đồ cho mình mà giờ mình ăn mình lại chê là mình thua rồi. Nhưng mà mình cũng phải khéo là mình để ý coi vợ mình thích ăn cái gì. Chứ mình mua đại mua càng ăn không được sao khen. Nên mình phải quan sát coi bà thích cái gì. Rồi mình coi cái khẩu vị vợ mình nói sao, khẩu vị chồng sao. Đó là cái khéo léo làm vợ làm chồng. Là quan sát để biết được người ta thích cái gì. Mua cho nó phù hợp. Giống như giờ nhân đức nấu đồ ăn cho quý vị, nhân đức quay suy nghĩ để tính toán làm sao để kết hợp món đồ ăn. Tính làm sao để kết hợp món đồ ăn. Nếu như hồi trưa mà món đồ chay chiên đó ăn mà xào á nó lại là su xào thì quý vị ăn lại không ngon.
su xào vô ăn với đó nó lại không ngon nghe. Nó nên từ nơi đó mà quý vị để ý, nó kết hợp món đồ ăn tuy nó không có ngon gì nhưng mà nó biết kết hợp để ăn thì nó mới ngon đó. Nên từ nơi đó mà quý vị thấy như Đức kết hợp món đồ ăn với vị ăn, ăn ngon mà. Như tối đêm nay nè, đồ ăn này quý vị sẽ ăn hết chân nè. Tại vì sao? Ly nước này là bị uống hết là chắc chắn. Ngồi nãy giờ nghe gì là nó nhìn ly nước này là nó cũng đang nhìn mình. Bỏ nước đá vô là thôi. Quá xịn. Thấy không? Bỏ nước đá vô, quậy lên. Bắt đầu là đậu ở dưới nó nổi lên, nó kết hợp cùng với nước rau mẹ. Hiểu không? Nhưng quý vị muốn ăn ngon là gì nè? Ăn ổi mì trước. Ổi mì ăn là nước đá mình đã bỏ vô ly nước này rồi. Mình vừa ăn bánh mì thì mình uống miếng nước này vô để cho nó đừng có bượng lại cái cổ mình. Khi ăn xong rồi, uống rồi còn chút thì bắt đầu mình ăn cái hũ sữa chua. Sữa chua cuối cùng là để chán miệng. Hiểu chưa? Chán miệng rồi ly nước của mình vẫn còn khúc. Mình uống vô một cái nữa, mình súc miệng luôn là kết thúc món đồ ăn. Hiểu không? Chứ hai món kia mà ăn rồi là ổ bánh mì ăn sao là mình thua. Tại ổ bánh mì ăn sao lỡ nó mắc ngạn thì sao? Nước đâu uống? Nó nên á, còn sữa chua thì không bao giờ mắc ngạn. Nên chúng ta ăn đồ ăn phải bước vô ăn là phải biết ăn cái gì trước cái gì sau. À, ăn trước ăn sau phải biết. Thấy không? Giống như thờ khóa tu của chùa mình, nếu như mà lễ Phật trước mà địa chung sau thì thất bại rồi. Địa chung trước là lỡ có ngủ thì ngủ đi. Nhưng lễ Phật sau thì chắc chắn là tỉnh. Kết thúc. Đúng không? Đó, rất rõ ràng. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. Chúc quý vị luôn luôn vui vẻ hạnh phúc nghe. Nghỉ lễ 5 ngày ai ở là được thì cứ ở. Ở lại rồi. Nếu ở không được thì cứ chạy về, chạy lại đây giữ khóa tu. Được nghỉ ngơi mà. Nó làm sao mà cho nó tròn vẹn cho vui. Rồi bây giờ ai là ngày sinh nhật bữa nay lên đây. Còn mấy cô thì bỏ đá. Giờ những đức niệm Phật những ai sinh nhật bữa nay lên đây nè. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chết. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô
A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc vị an lạc vị ơi. Chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Mỗi tuần thứ bảy các cháu được về chùa học lớp đạo làm con, rồi được niệm Phật, rồi được phóng sanh. Cái công đức này rất là lớn, nên chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng, nhờ Ngài xây chùa mà chúng ta có chỗ về đây tu tập nương tựa. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an cho ông bà cha mẹ của các cháu, và các cháu gia đình được bình an hạnh phúc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em của chúng ta trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi bị nghiệp phá thai, và tất cả những người mắc chưa được siêu thoát để được thừa hưởng những công đức này, hồng pháp Bồ Đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta được làm lễ phóng sanh nên các con ruồi, con muỗi, con kiến mình không dám giết nghe, vì nó cũng muốn sống cũng như mình giết nó là mang tội nghe các con. Giờ chúng ta đọc tam quy y xong mình phóng sanh nè. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật để thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc toàn thể đại chúng an lạc vui vẻ nha.